phải do viêm vi khuẩn, viêm vi khuẩn nào đó thì nó lao vào đây, sẽ vi khuẩn đấy, giải hết rồi.
ra đây em thấy là cái tiểu cầu có bắt đầu tặng rất là nhiều đồ
khác có ý kiến gì không? Hả? Có ý kiến gì về phiếu đồ này không em? Trên phiếu đồ này mình thấy gì rồi? Thấy được nhiều chưa? Hả? Hả? Thời điểm đồ mới được hả? Các bạn thấy gì chưa? Thấy cái gì trên này chưa? Trên này là sao? Ở đây là cái hồng cầu. Hồng cầu nhiều thường đúng không? À, chỉ có cái này là hơi kéo dài một chút. Bánh tròn chắc chắn là tăng rồi đúng không? Còn tăng chưa? Tăng rồi, chắc chắn tiểu cầu tăng rồi. Bây giờ khi mà nó có cái này, tại sao em không thắc mắc tại sao nó có hai cái hàng này nhỉ? Một là nó có cái hàng này đúng không? Chị được nói đúng không? Phải không? Nó có cái hàng này nè. Những cái hàng này mình cần có cái đó không? Có. Có sống hả? Cái gì trong máu bây giờ? Đó, rồi, phô, rồi, không có là cái gì có bây giờ đúng không? Mấy cái này là chắc chắn là có trong máu bình thường. Và thường cái xét nghiệm này em còn lại đủ 5 năm chưa? Đủ chưa? Còn lại coi đủ chưa? Đủ chưa? Thiếu nhiều không? Hả? Sao 40? Cái này là 31 rồi nè. Cái này là bao nhiêu là 3 nè. Nhiêu? Hả? Nhiêu? 40 mấy đúng không? Gần gần nè, phải không? Cũng gần gần thôi. Rồi bên này sao? Bên này đủ 100% không? Bên này đủ 100% không? Đúng không? Tính phần trăm không đủ nữa thôi. Đúng không? Cái này là do người làm à? Chắc chắn là do con người phết máu ngoại biên nếm ra từng cái do con người gõ đó. Tức là thấy con nào là gõ con đó đó. Cái này là người làm. Còn cái này là có thể là, cái này là có thể là máy làm. Tại vì cái máy mà sản xuất đồ đó, nó sẽ xếp vô kích thước là bao nhiêu nó sẽ xếp và nó xếp lên những kích thước bình thường có trong máu hoàng viên, nó không nhận biết được những con bất thường. Cho nên thấy hai cái hàng nó không tương ứng với nhau. Đúng ra trên một cái biên đồ bình thường nó mới có thể sẽ dành thấy nó sẽ có một cái hàng là đề tuyệt đối, một cái hàng là phần trăm và con số đó tương ứng với nhau, chừng này giống nhau nha. Còn bên này là khi mà nó xuất hiện những cái tế bào là ao hoặc máu ngoại biên bình thường không có, ví dụ như là đây đó, tất cả những cái này là bình thường không có trong máu ngoại biên, cho nên bạn nói bạn không có nhớ số bình thường tại vì bình thường nó không có đúng không? Làm cái trò rồi bình thường có không? Trong tủy mới có, trong tủy mới có những cái tế bào này bình thường đó, nằm trong tủy nó không có trong máu ngoại biên, nó không có trong máu ngoại biên đâu mà nhớ số bình thường nha. Và khi nó xuất hiện ra máu ngoại biên là hiện tượng này là đã xuất hiện ra đây là không bình thường rồi. Hả? Con là gì? Con là gãy đó, thể gãy đó. Cái giai đoạn trưởng thành của cơ thể viên nhớ không? Mình còn đang đi cung tính đó, nó có cái này nè. Giai đoạn trước khi nó thắt keo thì nó đang có ra con này. Cái này là giai đoạn trước đó nữa. Tức là nó chạy xong nó thắt keo nó mới ra cái con là đang dây cung tính, nó thắt keo ra cái thằng cái đầu mà còn đang dây cung tính đúng không, nhớ không? Nó là cái trước con này, cái con này là đang trước con này nha. Từ từ nó rất thích cho máu ở viên nó, từ nó có cái này là con vân. Cho nên là khi mà bệnh nhân đã có những cái bất thường, số lượng bạch cầu mà thường mà bất thường mà cao đó, và người ta thấy cái phần thường là thường con người sẽ làm lại cái máu ngoại biên và sẽ phải đi đếm bằng tay đó để ra cái phần trăm này nha. Và như vậy thì cái tỷ lệ bên này mình không cần phải biện luận nữa, số này nó đâu còn chính xác nữa đâu đúng không? Khi mình lấy một cái huyết đồ mình thấy là nó đã có cái tế bào bất thường rồi và cái máy nó thiết lập ra cho mình cái này rồi thì cái này nó không còn chính xác nữa. Và khi đó khi mình làm bài thi, ví dụ như là bài thi đi nữa, nếu mà mình chép cái này vô là thầy cô biết rồi, cái máy đó nó không chính xác được rồi, nó đã xuất hiện những tế bào lạ rồi, nó máu ngoại biên,
tay. Rồi mình đếm lại là gì, nó sẽ không nhận diện được những cái con không có trong máu bình thường. Cái máy đó chỉ thiết lập cho những người bình thường, đúng không? Cái máy mà làm biết đồ đó chỉ thiết lập để xác định những người bình thường. Nó đếm được đúng hết, nhưng mà khi mà nó xuất hiện những cái tế bào lạ này, nó sẽ không nhận diện được nó là cái gì. Có thể có máy thì nó sẽ gài là chế độ là sẽ báo là quá cao cộng, hoặc là những cái tế bào này nó báo là cộng 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 là người sẽ đi kiểm tra. Bởi vì cái máy nó phải khác người chỗ đó, ha, người phải hơn cái máy được chút chứ, đúng không? Không hơi vừa thất nghiệp sao ha. Cho nên là những cái bọn này bình thường nó không có mắt trong máu bài đi, và khi đó mình sẽ thấy mình kết luận cái này như thế này này, đây này, tức là tế bào này bữa mình học bài rồi, bữa cô có nói đúng không? Cái này mình nghĩ gì tới cái gì hả? Bên còn mày thân tỷ được chưa? Cái này là gì? Tất xuất hiện hầu như tất cả các giai đoạn của dòng bạch cầu này. Đây này mình đã có thể mình có hướng rồi đó, đúng không? Xuất hiện các giai đoạn của dòng bạch cầu này kết hợp dựa trên cái gì nữa? Dựa trên cái gì? Trên lâm sàng. Trên lâm sàng có cái gì để mà kết hợp cho đây? Một cái lớp to cộng với một cái huyết đồ bạch cầu tăng nè, bạch cầu tăng nè, tiểu cầu tăng nè, ha, hai dòng đã tăng rồi, nó trong đó là tăng sinh tử, và trong đó thì nó có là sinh tử, cái giai đoạn, ha, cái giai đoạn của dòng bạch cầu này. Bởi vì này mới chỉ tới dưới luôn cho mấy em nhìn, con có nhận xét gì hay không đây nè? Bình thường nó đâu có, bây giờ nó có, mà nó có nó không phải giống như bạch cầu cấp. Bạch cầu cấp thì sao? Nó khác bạch cầu cấp chỗ nào cũng không có nói đó, hả? Phần trăm lá kia rất là nhiều, và nó sẽ có cái gì ở giữa ở trong bạch cầu, nó không có đầy đủ các giai đoạn giống như vậy, đúng không? Cái này đi qua các giai đoạn nè, sau cuối cùng nó mới có cái này nè, nha. Và người ta kết luận là cái vết máu của bệnh nhân bạch cầu mãn thường tụy nó gần như vết tụy vậy đó, đúng không? Bạn có nói không? Đó, bây giờ mình áp dụng như thực tế thì mình sẽ nhớ nhiều hơn, đúng không? Ha, xuất hiện các tế bào tạo ra. Rồi, vậy mình có cái hướng. Nhưng mà giờ mình muốn giúp nó xác định cái đó mình phải làm cái gì? Bây giờ mình có cái đồ này rồi, cho xét nghiệm kế tiếp. Hả? Dạ, cũng giống mà Khai làm những xét đồ để kiểm tra những xét thể vi. Khai nữa làm cái online PCR. Mình sẽ làm cái tỷ đồ để cho nó phân biệt. Nhớ đây mình thấy rất là rõ rồi, ha, rất là rõ rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho nó xác định để nó là bạch cầu ngoài thực tỷ thì mình phải có bắt được những xét thể vi nằm trong cái đồng này. Nha. Đây là cái xét nghiệm tổng quát của nó, ha. Thấy gì ta? Thấy gì bất thường? Đây là thấy gì bất thường? Thấy gì bất thường? Này bình thường chưa? Thì nó bình thường không? Hả? Vậy là bình thường đúng không? Cái này đang không đáng kể ha. Cái tăng mà không có đáng kể. Đây là đây nắp tăng từ 10 lần, đúng không? Trong những cái bệnh lý mà con sẽ nắm tính này thường là cái này sẽ tăng rất là mạnh. Hồi nãy nó tăng không có chí gì đó, cái thằng ấy đó. Rồi. Này nó to mình làm cái siêu âm phổi đúng không? Hãy ta siêu âm phổi. Rồi ta tiếp tục làm cái máu cái đàm ha, tại vì bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng.
trường hợp kế tiếp nha. Sao thở dài? Mệt rồi hả? Mệt chưa? Hả? Mệt chưa? Tiếp nha. Tiếp nha. Thank you.
Rồi giờ mình điện lượng xét nghiệm nè.
mình có rồi đúng không? Con đã biết rồi, có định hướng này đúng không? Con biết rồi, có định hướng chưa?
mình còn chấp nhận có thể giảm hết và tăng hết nha. Và cái nhóm chốt của mình ở đây là cái đó của mình 41% nha. Các bạn thấy không có cái gì đã à, tức là trên cái cầu này là mình đã có định hướng rồi. Giờ bây giờ mình đề nghị xét nghiệm gì đây? Đề nghị xét nghiệm tỷ đồ gì nữa? Ủa mình học tới mấy cái xét nghiệm là còn nhớ cái nào không? Hả? Thấy nghi ngờ đó là định hướng là còn cấp rồi làm gì nữa đây? Hả? Tỷ đồ gì nữa? Tỷ đồ để xác định cái gì? Phân loại mình. Phân loại gì? Cấp thì chắc rồi đúng không? Bây giờ coi như mình còn cấp dụng phân loại hay là dụng thủy thì nó có mấy cái phân loại được đúng không? Dọn lại ha. Lại thì là mình có đề nghị một cái là tỷ đồ. Tỷ đồ thì đây, hóa tế bào với ung thư tế bào ha. Tỷ đồ thì thấy cái gì đây? Ba dòng tế bào thủy bình thường bị giảm nặng ha. Mà bữa mình có cái hình mình coi rồi đó, bữa hôm chiếu rồi đó, tức là càng nhìn vô là một cái tế bào đồng dạng với nhau, tế bào non đồng dạng với nhau, chỉ 80% ha. Rồi. Cái đó là cái luận được chưa mùa á, luận được chưa, cái đây giai đoạn định hướng được chưa hả, xử trí được chưa hả hả, được rồi, cái đây là mình kiểm soát được rồi, mấy cái này là mình phải đây là gì, đây là kết quả để mình phân nó phân định thôi, cái gì sẽ học bước qua đúng không, chừng nào mình đi chuyên khoa đến sau. Rồi, bây giờ có cái nữa là mình sẽ lướt qua cái này. Cái trường hợp đó là không đó. Lướt qua cái này đi. Hả? Đúng rồi, bình thường đó. N là bình thường đó. Cái trường hợp đó là đông máu. Lướt qua đi ha. Bây giờ có 6 trường hợp. Bây giờ mỗi tổ làm cho cô một trường hợp. Được chưa? Có 6 tổ đúng không? Có 6 nhóm. Bây giờ mỗi nhóm làm một cái. Thì cần mấy phút để biện luận trước. 5 phút ha. 5 phút được không? Hay là 3 phút thôi? Hả? 5 hơi chiều á. Bây giờ mình cứ biện luận đi là không rồi. Ví dụ như là bệnh hemophilia
không thì được rồi ha. Sau lượt thôi nên năm thứ mấy, năm thứ tư mà đi lâm sàng. Cây này thì có BT tăng, có nghĩa là cái sự tương tác giữa tiểu cầu với lại thành mạch thì nó không có được hiệu quả, nên là có rối loạn về tiểu cầu, bệnh giảm tiểu cầu hay là giảm chất lượng tiểu cầu. Còn BTT tăng thì cho thấy là rối loạn con đường đông máu nội sinh và cũng có thể là con đường chung do thiếu các yếu tố 10 năm hay là fibrinogen, còn là con đường nội sinh là BBT tăng là rối loạn con đường nội sinh và hoặc là con đường chung. Trong trường hợp này là có BT bình thường và BT tăng thì dẫn gì đến cái rối loạn về con đường nội sinh tại ở yếu tố 8, 9, 10, 12, có thể là hemophilia A, B. Rồi cái số 4 cho em. Ai ai xin không? Ở đây.
tức là nó biến dị số đó, có thể là ở vùng nội trung nha, nó giống như là cũng có thể là bệnh gan. Ở đây giống này, ai đây cử đại diện chưa, cử ra một người nãy giờ chưa nói tiếng nào hả? Đồng thời có tiểu cầu giảm và cái đường không, cái PT và PT được ban thì chúng ta có thể ở đây là phối hợp ông muốn tổng hợp vừa cái thiết của đồng máu của tiểu cầu hay là cái trường hợp là giảm tiểu cầu và đường chung bị rối loạn. Cô em nghĩ là do có thể có bệnh lý về gan. Hồi này có ai có ý kiến gì không? Trường hợp này, trường hợp số 4, trường hợp số 5 là coi như là rối loạn hết đúng không? Thời gian máu chảy kéo dài, tiểu cầu giảm, hai cái đường đông máu kia đều kéo dài hết, chứng tỏ là nó rối loạn hết tất cả các đường đông máu, nó sẽ ngoại sinh. Tiểu cầu giảm luôn như vậy thì mình sẽ có gì? Mình sẽ có những trường hợp là thứ nhất là giảm sản xuất các cái bệnh lý về gan. Trường hợp thứ hai là tăng tiêu thụ. Tăng tiêu thụ những trường hợp là bệnh lý gì? Và máu động mạch đang tỏa. Tức là tăng tiêu thụ, tiểu cầu, tăng tiêu thụ cái có đồng máu vào trong cái quan hệ này đó. Đó là hết. Tùy tình huống lâm sàng mình sẽ giải quyết. Trường hợp số 6 nhóm này. Nếu cô là trường hợp số 6 là có PT bất thường là liên quan đến con đường đồng máu ngoại sinh. Có thể là do thiếu hụt, có thể là do chất kháng đông rồi vậy ha. Mình sơ lược thôi, mình lên đi lâm sàng mình sẽ học rõ kỹ hơn nha. Rồi vậy thôi, chào các em.